Dự đoán 5 xu hướng Web3 trong năm 2023. 1. SocialFi. SocialFi là viết tắt của Social Finance, hay có thể hiểu đơn giản là sự kết hợp giữa tài chính phi tập trung và mạng xã hội. SocialFi như sự phát triển và tiếp nối của hai xu hướng đình đám trước đây là DeFi và GameFi. Những dự án về SocialFi thì sẽ có đặc điểm nhận biết là những dự án dành cho mạng xã hội nè, cộng đồng nè, hay là những nền tảng tương tác được với nhiều người dùng. Dự án sẽ phát hành token là Social Token nhằm mục đích sử dụng trong các nền tảng đó. 2. Is Turn. Nghe tên quen không? Năm ngoái mình có Step End với trò Loop là Move to Earn, GameFi, Play to Earn, thì mình dự đoán năm nay những dự án Is to Earn sẽ lại tiếp tục được bùng nổ. Không chỉ giới hạn trong việc chơi game và đi bộ để kiếm tiền nữa, mà mình còn có Learn to Earn, vừa học kiến thức mới vừa có thể kiếm được tiền, hay đơn giản là vừa tập gym mà cũng có thể kiếm được tiền, Exercise to Earn. Bá đạo hơn nữa là mình từng thấy có dự án Sleep to Earn, đi ngủ cũng kiếm được tiền. 3. Lifestyle DApp. Kết hợp hai xu hướng trên thì chúng ta sẽ có Lifestyle DApp. Nếu những năm trước DApp dành cho việc trade, mua bán coin, DeFi, DEX các kiểu, thì năm nay mình nghĩ các ứng dụng sẽ tập trung vào đời sống thật. Sở dĩ vì sao lại có trend này? Những năm Covid vừa qua, con người ta bị cách ly với xã hội thì mới nhận ra tầm quan trọng của sức khỏe, tương tác xã hội giữa người với nhau. Nên giờ đây, social lifestyle chắc chắn sẽ được chú trọng nhiều hơn. 4. Các dự án GameFi, NFT sẽ phát triển thành Metaverse. Chắc hẳn những dân chơi NFT đã ít nhất một lần nhìn qua hình ảnh của những chú khỉ đã và đang làm mưa làm gió trong lĩnh vực NFT này. Đúng vậy, Basie ban đầu chỉ là những NFT dùng để làm avatar, ảnh đại diện bình thường, nhưng giờ đây nó đã được phát triển thành một dự án game vô cùng lớn và có một hệ sinh thái, xây dựng một thế giới giả tưởng như là Order Size, hay có NFT đất đai là Order Debt và có cả token app. Một ví dụ điển hình nữa là IC Infinity, một cái tên huyền thoại trong làng GameFi, giờ đây không chỉ là những con NFT này nữa mà còn xây dựng và phát triển ra Homeland, chế độ chơi sử dụng NFT đất đai. Với chế độ này thì người chơi sở hữu land có thể canh tác trên đất đai của mình để có thêm tài nguyên. Cho nên việc phát triển và mở rộng dự án Metaverse rất có thể sẽ trở thành xu hướng của năm nay đó nha. Liệu có phải AI đang xâm chiếm trái đất không? Các dự án blockchain kết hợp với AI rất có thể sẽ trở thành một mảnh đất màu mỡ trong năm nay nha. Ok, vậy thì anh em còn thấy trend nào hot nữa không? Comment phía dưới cho mình biết nha.